Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube DK Audio âm thanh số. Vâng, thì hôm nay bên DK Audio rất là vui nhận được đơn hàng của chú Triệu Triệu Quang Long, số điện thoại là 0988, ba số cuối là 686. Vâng, bác ở bến trại 1, xã Vạn Thái, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vâng, sau khi bác có kiểm tra xem kênh YouTube bên DK Audio âm thanh số thì bác có tìm hiểu về cái giúp điện 330B3 lòng vàng. Vâng, thì đây là cái súp B3 lòng vàng bên cháu vừa lấy một số hàng ở trong kho ra để test cho bác. Còn trước tiên thì cháu thay mặt công ty DK Audio âm thanh số thì cảm ơn bác đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm bên cháu. Còn trên đây là bên cháu đang test hai con cho bác trải nghiệm, thì tí cháu sẽ đóng gói gửi một con đi cho bác rất là cẩn thận. Và trước khi lấy nhập hàng về, bên cháu test rất là kỹ để đánh giá cái chất lượng nó hoàn hảo nhất thì bên cháu mới gửi cho khách hàng. Thì đây bên cháu đang thử tiếng trầm đấy nhá. Đây bên cháu cũng vừa tháo ra đi ạ, vừa tháo ra thực đây ạ. Đây, quay lại đây thì bên cháu đang cắm dây tín hiệu rồi ạ. Thì bác bảo bác có kết nối với vang vang cơ, thì bên cháu cũng có làm một cái đoạn dây AV rất là dài khoảng 3 mét để cho bác kết nối với vang như thế nhé. Và bác cháu tặng thêm cả bác cái dắp can nông ra AV này để bác đổ xuống trầm. Thế nên là bên cháu đang thử trầm của bác đấy ạ. Đây ạ. Đây, tiếng trầm rất là tròn. Thì cháu tắt tiếng trầm đi nhá. À, cháu tắt trầm đi ạ. Còn tôi sẽ mở trầm của bác lên nhá. Đây ạ. Tiếng rất là sâu. Đặc biệt đây là cái bản B3 lòng vàng bản thương mại, rất là chất lượng. Đây là cái bản được nâng cấp từ dòng B3 trước. Thì mặt trước được bọc quên được bảo vệ bởi cái e căng bằng sắt rất là chắc chắn, để làm cái lỗ, có những cái lỗ thoáng để chất âm nó được phát ra ngoài. Bên trong là cái P3 lòng vàng rất là chất lượng, nhìn rất là chất và rất dễ trưng bày. Đây tiếng trầm rất là sâu và tròn, cũng như dòng trôi nổi thì nghe nó rất là bẹt và vỡ tiếng. Thì bên cháu là làm hàng chất lượng loại 1 của Trung ương Trung Quốc, rất là chất lượng ạ. Đường đặc biệt là bên ngoài được sơn sần màu đen rất là lì, bác có thể lấy tô vít cao nó cũng không xước. Đây cho quay cận cảnh nhá. Vâng, nhìn đầy sức sống, rất là khỏe, rất là đầu gấu, trưng bày cực kỳ đẹp. Thì đây bên cháu đang test rất là kỹ cho bác nhé. Đấy, tiếng trầm rất là sâu ạ. Trầm rất tròn luôn. Cái này rất thích hợp để nghe nhạc và hát karaoke. Rất thích hợp để nghe nhạc và hát karaoke bác nhé. Cháu đã tắt tiếng trầm đi nhé. Đấy, bản thân bên cháu đang nghe bằng đô la phun đấy ạ. Thiếu trầm rất là khô. Thì các bác gia đình sử dụng mà chưa có trầm thì cháu khuyên là lên sử dụng thêm trầm nhé, để hỗ trợ cái giải bass thấp, giải siêu trầm ấy ạ, nghe rất là sâu, ấm và dễ chịu. Tôi bật lên ạ. Và nghe rất sâu luôn, chất âm, giải âm nó khác hoàn toàn. Đây cái dây này AV này, cháu tặng bác đây này. Đây đang kết nối với vang nhé, cháu đang đấu với vang cơ GATS6 và đẩy ISO K950. Cháu đang test đấy ạ. Rất là tròn tiếng và rất ổn định. Hiện tại cái trầm P3 bên mặt lòng vàng này của bác hoạt động rất là ổn định các bác nhé. Rồi, cháu xin phép tháo ra và cháu đóng gói cẩn thận cho bác trước khi gửi nhé. Biển nghe rất là ấm, sâu, rất uy lực, đầy sức sống. Yeah.
thì bên cháu cũng thử luôn hai con, thì bác lấy một con thì còn nào bên cháu cảm thấy ok, chất trầm rất là tròn, đầy uy lực, rất là hay. Bát lòng vàng bên trong đang rung đấy ạ. Đầy uy lực.